Xin được mến chào tất cả quý vị khán giả và quý vị cũng đang trở lại với chương trình trò chuyện cùng chuyên gia. Thưa quý vị, chương trình do kênh truyền thông tư vấn sức khỏe Alo Bác sĩ phối hợp cùng với Bệnh viện Bình Dân Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện và được phát sóng trên các nền tảng của Alo Bác sĩ và Bệnh viện Bình Dân. Thưa quý vị, chủ đề ngày hôm nay chúng tôi thực hiện với tên gọi là thận hình móng ngựa có dễ suy thận hay không? Thì ngay bây giờ Thanh Ráp mời quý vị cùng lắng nghe phần tư vấn ngay sau đây của bác sĩ chuyên khoa 2 Hoàng Tiến Phúc, trưởng khoa Niệu B của Bệnh viện Bình Dân Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, Thanh Ráp sẽ được kính chào bác sĩ Phúc ạ. Xin chào quý khán giả và xin chào MC ạ. Đầu tiên thì chắc có lẽ Thanh Ráp xin phép nhờ bác sĩ Phúc có thể cho tất cả quý vị khán giả hiểu rõ hơn đó chính là thận hình móng ngựa là cái tình trạng như thế nào và số người bị dị tật này liệu rằng có cao hay không thưa bác sĩ? Thận móng ngựa là một cái dị tật bẩm sinh của đường tiết niệu. Nó được hiểu là hai thận thì được dính với nhau ở một cực của thận, thường thì 95% là dính với nhau ở cực dưới thận. Bởi vì cái dị tật này là một cái dị tật bẩm sinh và nó có nguồn gốc từ cái bất thường về cái nhiễm sắc thải, nên là một cái bệnh giống như là một cái tật có sẵn. Và cái này thì cái tỷ lệ phổ biến của nó cũng tương đối ở trong dân số, cái tỷ lệ thường các theo các cái thống kê uy tín cho thấy nó dao động ở mức 1/400 tới 1/500 của các cái trẻ sinh ra. Và cái thường thì người nam là bị gấp đôi số lượng người nữ. Thưa bác sĩ, vậy thì thường thì bệnh nhân được phát hiện thận hình móng ngựa trong một cái tình huống như thế nào ạ? Phần lớn các bệnh nhân thì được phát hiện trong một cái đợt đi khám sức khỏe định kỳ bởi những cái nhà siêu âm có kinh nghiệm. Thường thì nhận ra cái thận hình móng ngựa do cái thận nằm ở vị trí khác thường so với bình thường. Là do siêu âm thấy cái thận nằm ở vị trí thấp hơn và nó gần ở cái đường giữa của cơ thể hơn. Thì từ những gợi ý đó, bác sĩ siêu âm nếu có kinh nghiệm sẽ gợi ý cho các bác sĩ lâm sàng về cái chẩn đoán về thận móng ngựa. Dạ. Thưa bác sĩ Phúc, có nhiều phụ huynh thì cũng rất là lo lắng khi mà vô tình phát hiện con của mình có thận hình móng ngựa. Thực ra thì người có thận hình móng ngựa thì liệu rằng có chịu những cái thiệt thòi gì về sức khỏe hay không thưa bác sĩ Phúc? Thận móng ngựa là một cái tật bẩm sinh do hai cái thận nó vô tình nó dính vào nhau. Thì về thực chất thì nếu như cái thận móng ngựa ở một phần lớn các trường hợp thì vẫn là một cái bất thường cũng thông thường thôi, và nó cũng không quá nhiều trường hợp ảnh hưởng tới sức khỏe cũng như là dễ gây cái bệnh, dễ dẫn tới các cái bệnh thận mãn. Tuy nhiên là người bị thận móng ngựa thì sẽ có cái nguy cơ về ứ nước thận, về nhiễm khuẩn, về bị sỏi cao hơn người bình thường bởi vì cái đặc tính giải phẫu của cái thận móng ngựa. Dạ. Thưa bác sĩ, hiện nay thì có những cái phương tiện gì để mà chẩn đoán chính xác thận hình móng ngựa? Cái phương pháp chẩn đoán hình ảnh tốt nhất hiện giờ để tầm soát về cái thận hình móng ngựa thì đầu tiên là siêu âm. Và để sau khi mà phát hiện ra là cái thận móng ngựa có cái dị tật về thận móng ngựa thì khi mà có chỉ định can thiệp đối với các cái trường hợp mà các cái bệnh nhân có thận móng ngựa thì cái phim chụp cắt lớp điện toán có sử dụng thước cản quang được xem là cái phương tiện tốt nhất để mà cho các bác sĩ có một cái phương án can thiệp chính xác, hiệu quả. Dạ, và có phải rằng những cái người mà họ bị hình thận hình móng ngựa là sẽ dễ bị suy thận hơn hay không thưa bác sĩ? Người bệnh thận móng ngựa thì sẽ có cái nguy cơ đào thải cái nước tiểu nó khó hơn bình thường. Tuy nhiên thì nó không hẳn là bất lợi hơn so với bình thường. Bởi vì thực chất những cái người mà có bệnh thận móng ngựa và phải can thiệp thật sự cũng không quá nhiều ở các bệnh viện bình dân. Thì ví dụ trong khoảng gần 20 năm công tác thì số bệnh nhân thận móng ngựa mà bản thân mà như tôi cũng can thiệp thì nó cũng tương đối là tối thiểu. Và nó chỉ tầm khoảng chừng 3-4 bệnh nhân. Thì nó cũng không có hẳn là vượt quá so với người bình thường. Dạ, vậy thì những cái vấn đề thường gặp ở bệnh nhân mà họ có cái thận hình móng ngựa sẽ như thế nào ạ?
Đối với cái bệnh nhân thận móng ngựa thì chúng ta thường do cái đặc tính về giải phẫu của cái thận móng ngựa thì cái quá trình đào thải nước tiểu gặp nhiều khó khăn. Như vậy bệnh người mà mang cái thận hình móng ngựa sẽ dễ có các cái tình trạng là thận ứ nước. Thận ứ nước này thì mình có thể lý giải được là do cái niệu quản, đó là cái đường thoát nước của thận bắc ngang qua cái vùng eo thận, và các cái mạch máu do là cái thận dính vào nhau thì làm cho cái thận nó đào thải nước tiểu khó hơn. Thì từ cái bất thường này thì nó sẽ dẫn tới là một số bệnh nhân sẽ gặp phải các cái bệnh lý như là thận ứ nước, như là sỏi thận, như là nhiễm khuẩn đường tiết niệu mà lý do là mình đào thải nước tiểu chậm. Dạ. Vậy thì đối với những cái bệnh nhân mà có thận hình móng ngựa thì khi nào thì họ cần phải được điều trị thưa bác sĩ Phúc? Đối với những bệnh nhân mà thận hình móng ngựa khi mà đã có các cái biến chứng nặng và được xác định bởi các cái chuyên gia về tiết niệu, ví dụ như thận ứ nước và có bế tắc, ví dụ như là có sỏi thận kích thước lớn, ví dụ như có nhiễm khuẩn đường tiết niệu tái đi tái lại, nguyên nhân có thể xác định là do cái thận ứ nước này, thì khi đó bệnh nhân có chỉ định điều trị. Và điều trị ở đây là để cho mình điều trị hiệu quả thì phẫu thuật vẫn được xem là cái phương pháp tối ưu nhất cho tới nay. Dạ. Thưa bác sĩ, thận hình móng ngựa là một cái dị tật bẩm sinh, và thì khi gặp các vấn đề bệnh lý ở thận này thì cái việc điều trị từ nội khoa đến phẫu thuật có khó khăn gì hơn so với cái việc bình thường hay không thưa bác sĩ Phúc? Dĩ nhiên là đối với cái tật bẩm sinh này thì việc điều trị chắc chắn nó sẽ khó khăn hơn so với những cái người có thận bình thường. Việc điều trị nội khoa do cái nguyên nhân là nó vẫn còn ở đó, cái đường thoát nước nó vẫn có những yếu tố cản trở, nên cái việc điều trị nội khoa thường không có đem lại cái kết quả mỹ mãn, có nghĩa là dứt điểm hoàn toàn cái bệnh đó, mà chỉ có các cái phẫu thuật về ngoại khoa thì mình mới có khả năng điều trị dứt điểm cái dị tật này. Và cái phẫu thuật, đối với cái phẫu thuật ngoại khoa thì thực chất tất cả các bác sĩ niệu khi mà phẫu thuật ở trên cái bệnh nhân thận móng ngựa đều có một cái áp lực vô hình, đó là mình phải xử lý khéo léo, chứ nếu không là bệnh nhân mất luôn cả hai cái thận cùng lúc. Nên là các cái phẫu thuật về thận móng ngựa thì thường được thực hiện bởi các chuyên gia. Dạ. Thưa bác sĩ Phúc, hơn 20 năm công tác của mình tại Bệnh viện Bình Dân thì bác sĩ có thể kể về một vài trường hợp bệnh nhân có thận hình móng ngựa gặp biến chứng nhưng mà được các bác sĩ tại Bệnh viện Bình Dân có thể điều trị và họ có một cái cuộc sống tốt đẹp hơn thưa bác sĩ Phúc? Trong cái kinh nghiệm điều trị thì cũng đã, bản thân tôi thì cũng đã có những cái bài báo cáo được đăng ở các cái tạp chí niệu khoa như là Hội Niệu Khoa của Việt Nam. Các cái báo cáo ở trong các cái hội nghị của khoa học trẻ của cả nước thì tôi cũng đã đề xuất ra một cái phương pháp mới, đó là mình kết hợp giữa cái phẫu thuật nội soi cộng như với cái phẫu thuật tán sỏi qua da để mà điều trị cho cái bệnh nhân sỏi thận trên bệnh nhân thận hình móng ngựa. Thì như tôi đã trình bày trước thì cái bệnh nhân thận hình móng ngựa do cái quá trình đào thải nước tiểu khó khăn thì việc kết hợp các cái phương pháp là cần thiết, bởi vì đối với cái thận hình móng ngựa thì ngoài cái việc là chúng ta lấy được sỏi thì chúng ta phải giải quyết được cái việc mà cái nguyên nhân gây ra cái sỏi thì bệnh nhân mới có cơ hội dứt điểm. Thì từ đó chúng tôi cũng đã đề xuất và cũng được các cái hội đồng Mỹ Đức chấp nhận. Thì chúng tôi tiến hành cái phẫu thuật là chúng tôi cắt rời cái eo thận để cho hai cái thận tách ra để mình giải quyết cái nguyên nhân làm cho cái thận nó bế tắc cái đường thoát nước. Rồi sau đó dưới cái hướng dẫn nội soi chúng tôi đặt những cái đường hầm nhỏ vào đúng cái vị trí mà sỏi để một lần trong một cuộc mổ vừa giải quyết được cái nguyên nhân gây ra sỏi, vừa lấy được sạch sỏi. Và các cái báo cáo đó thì chúng tôi cũng đã tiến hành được trên 3 bệnh nhân và đã báo cáo các hội nghị khoa học lớn và cũng được nhiều cái nhà niệu khoa quan tâm. Dạ vâng ạ, Thanh Đó xin thay mặt cho tất cả quý vị khán thính giả xin trân trọng cảm ơn những thông tin, những chia sẻ của bác sĩ Phúc trong số phát sóng ngày hôm nay, giúp cho tất cả quý vị khán giả hiểu rõ hơn về cái tình trạng là thận hình móng ngựa là gì. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn bác sĩ ạ.
Xin cảm ơn. Dạ. Thưa quý vị, và thông tin vừa rồi của bác sĩ chuyên khoa 2 Hoàng Thiên Phúc chia sẻ cũng đã khép lại chương trình. Trân trọng cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những số phát sóng lần sau. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.